Vâng, và kính thưa quý vị, thì cứ mỗi năm vào những cái thời điểm mà nửa cuối tháng 5 như thế này thì rất là nhiều trường đã chuẩn bị và rục rịch tổ chức những cái lễ mà bế giảng, và đồng thời là cũng là lúc ở trên mạng xã hội rất là nhiều những ông bố bà mẹ khoe nhau, đua nhau khoe thành tích của con mình. Không biết là chị Hồ Hội Anh thì có đua theo cái trào lưu đó không ạ? À? Chắc là con của mình cũng không quá nhỏ đúng không? Cũng muốn đua lắm mà đua không được, là bởi vì nó còn chút nhờ chút Nhỏ xíu quá. à, mà nó đi học lớp mầm non thì nó có cái gì đâu. Mà thực ra thì quan điểm của Hoài Anh thì Hoài Anh không có đặt nặng vấn đề về thành tích, bởi vì mình tuổi thơ của mình đã lớn lên như thế nào, mình đã có những cái áp lực như thế nào trong cái công việc học hành và trước cái ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh rằng là mình phải có bằng cấp hoặc là phải là học sinh giỏi thì mới là người tốt và mới được đánh giá cao, thì thực sự cái điều đó nó gây áp lực rất là lớn. Chính vì vậy mà mình không muốn rằng cái thế hệ con cái của mình, con em của mình nó sẽ phải chịu những cái áp lực như vậy. Tất nhiên không có nghĩa rằng là chúng ta nói là chúng ta không có những cái kỳ vọng như vậy để mà chúng ta giải đãi với con, không phải, nhưng chúng ta tôn trọng cái sự phát triển theo cái khuynh hướng và cái khả năng thiên hướng của mỗi đứa trẻ, chứ chúng ta không thể nào mà áp đặt một cái mặt bằng chung trên mọi đứa trẻ được. Không thể nào vì 9 điểm môn toán mà chúng ta đánh giá những em mới có 4 5 điểm thì lại là những cái em học dốt, bởi vì rõ ràng rằng những em 9 điểm môn toán thì lại rất thấp điểm môn văn. Hầu như là thế, và một cái thực tế là như vậy, và có những em rất cao điểm môn văn nhưng lại thấp điểm môn toán. Cái đó là bình thường thôi đúng không ạ? Chưa kể là còn có những cái môn ví dụ như là thể dục thể thao nữa, và chắc hẳn rằng là nếu mà em nào mà như ngày trước á, Phương Anh còn nhớ là khi mà em quá chuyên tâm học những cái môn tự nhiên, những môn xã hội thì môn thể dục của em lúc nào cũng điểm rất là thấp. Nên rõ ràng rằng là chúng ta mỗi người cũng sẽ có một cái thế mạnh riêng và một cái khả năng riêng, không thể nào ép các em rằng là phải toàn diện hết tất cả. Các con phải được ví dụ như 5 môn chính thì phải được ít nhất là 3 điểm 10 hoặc là 2 điểm 9 chẳng hạn, thì cái việc đó đối với con trẻ rất là khó khăn. Vâng, thực tế thì không ít ông bố bà mẹ cũng nhận ra được điều này, nhưng mà cứ thấy bạn bè mình khoe cái thành tích con mình lên mạng xã hội thì các ông bố bà mẹ cũng đều muốn khoe thành tích của chính con em mình, dù có thể là không tốt đi nhưng mà các ông bố bà mẹ cũng có thể là lấp liếm nó, chỉ khoe cái con điểm 9 thôi mà cái con điểm 5 ở cái môn khác thì lại giấu đi. Đấy, thành ra tạo nên một cái trào lưu mà khoe con trên mạng xã hội. Cụ thể thì chỉ sau một buổi bế giảng, các học sinh căng thẳng nhận công bố bảng xếp hạng, các danh hiệu, thứ bậc cũng là lúc trên mạng xã hội ngay sau đó sẽ xuất hiện nô nức những bằng khen của các bậc phụ huynh khoe con và khuất lấp là những tiếng thở dài, nhìn con họ ngán con mình. Việc làm này thực chất cũng không phải là điều xấu. Việc khoe con lên Facebook có ý nghĩa tích cực, thể hiện sự tự hào của bố mẹ, song yếu tố nguy cơ tiềm tàng sẽ đến với con trẻ, có lẽ nhiều phụ huynh chưa nhận thức được. Việc đăng tải càng rầm rộ, càng dễ dàng gửi đi thông điệp sai lệch, đó là đứa trẻ ngoan phải có điểm số tốt và nhiều giấy khen, trong khi thực tế thì những đứa trẻ ngoan và thành công không nhất thiết phải có những thứ đó. Thực tế có những trẻ ngoan học không giỏi và ngược lại. Ngược lại thì nhiều trẻ đã quen với việc được tâng bốc, khi không có năng lực sẽ phải giả vờ, tự chém gió và sinh tính giả dối. Khoe giấy khen là hướng đến tư duy thành tích, chưa kể việc làm này cũng rất dễ dẫn đến nguy cơ về sự so sánh, tư tưởng con nhà người ta, vô tình tạo ra cả áp lực cho các ông bố bà mẹ và cho chính con cái của mình. Rõ ràng rằng khi mà chúng ta khen các con trẻ thì đó sẽ là một cái động lực rất là tốt để các con nhìn nhận được cái sự đánh giá của người lớn dành cho cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình, và các con cũng sẽ có một cái động lực để các con cố gắng hơn trong tương lai. Tuy nhiên là khen như thế nào mới là đúng và khen như thế nào mới là hợp lý? Việc khen rầm rộ sẽ chắc chắn rằng sẽ khiến một cái đứa trẻ, thứ nhất là sẽ trở nên kiêu căng, và nếu như trẻ không kiêu căng thì trẻ sẽ trở nên tự kỷ và tự ti, bởi vì cảm thấy rất là áp lực nếu như cái việc khen đó nó không đúng với cái năng lực thực chất của con. Giống như là Phương đã chia sẻ đó đúng không? Tức là mình chỉ khoe điểm 9 thôi, còn điểm 5 của con thì mình cất đi. Thành ra là khi con biết được rằng là lúc nào bố mẹ cũng tự hào về những cái điểm số cao, thì thành ra con nó rất là áp lực trong cái việc rằng nó phải học hành làm sao để nó được điểm cao, để được bố mẹ khen. Và khi bố mẹ khen như vậy nghĩa rằng là nó được đánh giá, nó được tôn trọng nhiều hơn, nó được bố mẹ yêu thương nhiều hơn, nó được mọi người xung quanh tôn trọng nó nhiều hơn. Thành ra chính vì vậy mà đó là cái nguyên nhân để dẫn đến là những cái đứa trẻ nó lớn lên trong cái ảo ảo mộng á, tức là nó rất là huyễn, nó không có thực và nó sinh ra cái tính giả dối.
và lấp liếm rất là nhanh từ việc này nó qua việc khác, từ những cái bảng thành tích học tập cho tới những cái thành tích trong cuộc sống cũng vậy. Rất chia sẻ với lại chị Hoài Anh, nếu như những cái bé mà có thành tích tốt và được bố mẹ chia sẻ thì chúng ta không nói, còn những bé mà được bố mẹ mà che đi cái những thành tích xấu mà chỉ đưa trên mạng xã hội những thành tích tốt thì sẽ tạo ra một cái tính đó là không thực thà đối với con trẻ, bởi vì danh dự, bởi vì sĩ diện ảo trên Facebook mà có thể đứa trẻ nó sẽ lấp liếm là nói dối đi là con cũng có điểm tốt tất cả các môn, chứ không phải là giống như là bố mẹ che đi cái con điểm xấu đó. Và thực sự mà nói thì tốt hơn là thay vì những dòng comment, những chiếc like vô thưởng vô phạt, các ông bố bà mẹ hãy nên lựa chọn cho mình một cách tích cực hơn để thể hiện sự tự hào về thành tích học tập của con cái mà không gây ảnh hưởng đến các con. Và thưa quý vị thì rõ ràng là cái câu chuyện mà phần thưởng hay là câu chuyện những lời khen thì đó là một cái động lực đối với cái con trẻ. Nhưng mà một phần nào đó chúng ta cũng hãy nên kiểm tra lại cũng như là rà soát lại rằng là có nơi đặt đúng nơi, đúng chỗ hay không và có đặt đúng tình huống hay không để cho những cái lời khen và những cái phần thưởng đó thật sự xứng đáng với con trẻ, để đó là một cái động lực để con trẻ có thể cố gắng hơn vào năm học sau. Và cũng mong rằng là quý vị phụ huynh chúng ta nên chú ý đến cảm xúc của con trẻ nhiều hơn để chúng ta có những cái biện pháp cũng như là những cái hành vi luôn kề cận với con mình như một người bạn, nó có thể cùng chia sẻ, chứ cũng phải đừng là nếu như mà con có thành tích xấu thì lại la mắng con, đánh đập con, hoặc là nếu như mà con có những cái thành tích tốt thì lại khen với những cái lời khen hơi bị quá đà như vậy thì gọi cũng là thật sự là không tốt. Chính bản thân mình còn tâng bốc con mình đúng không? Như kiểu là ông bà mình có cái câu là con hát mà mẹ khen hay vậy đó. Rồi. Thành ra là riết cái đứa trẻ nó không biết là mình có cái năng lực như thế nào và mình đang ở đâu, mình có thể làm được điều gì. Và cũng chính vì cái điều đó cho nên là bố mẹ của chúng ta, nếu những bậc phụ huynh nào nha mà đã lỡ có chạy theo cái trào lưu như vậy thì chúng ta phải tự nhìn nhận lại mình. Bởi vì rõ ràng rằng chính quý vị và các bạn đang tạo nên cái bệnh thành tích. Mà trong khi chúng ta ra rả rằng chúng ta bài trừ đi cái bệnh thành tích, chúng ta cứ nói rằng là nhà trường chạy theo thành tích cho nên đôi khi thầy cô giáo phạt các con của chúng ta là bởi vì là muốn các con của chúng ta là học phải có điểm cao hoặc là có những cái điểm gian dối từ trong nhà trường cho tới xã hội, thì bây giờ ở ngay gia đình mà chúng ta cũng đã nâng cao cái bệnh thành tích rồi thì làm sao chúng ta có thể trách được nhà trường và xã hội không ạ? Và chúng ta lại đẩy đi cái trách nhiệm đó cho nhà trường và xã hội, trong khi bản thân của chúng ta thì chúng ta đang tạo nên một cái cuộc sống nó màu hồng quá đáng đối với con của chúng ta. Mà dù là con của chúng ta có thực sự là thần đồng đi chăng nữa thì thực sự chúng ta thấy đi, rất nhiều các bà mẹ của những thần đồng trên thế giới chưa bao giờ họ khen con họ trước mặt mọi người, cực kỳ khiêm tốn và đôi khi là họ rất là nghiêm khắc với con, và những cái sự cố gắng của con chỉ cần một cái mỉm cười, một cái gật đầu đồng ý thôi, chứ họ cũng không la mắng nhiều, nhưng họ cũng cái sự nghiêm khắc không hẳn là la mắng hay đánh đập, nhưng mà cái sự khen ngợi đôi khi chỉ là một cái mỉm cười, một cái vòng tay ôm chúc mừng con, như vậy là đã đủ đối với những đứa trẻ đó, và họ đã trở thành những cái thần đồng trên thế giới, những cái thiên tài trên thế giới để tạo nên cả một cái sự thay đổi của cả một cái xã hội, đúng không ạ? Cho nên rằng là thôi thì chúng ta cố gắng rằng là đôi khi là chúng ta rất là tự hào về con đó, bởi vì đẻ ra được một đứa trẻ không phải là dễ. Ở đây nói thì chắc là có Khánh Phương là đồng cảm, bởi vì là Phương Anh thì chưa có gia đình và cũng chưa có em bé, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu điều đó khi chúng ta có con rồi á. Chỉ cần con của chúng ta có một cái thành tích gì tốt nè, được nhà trường đánh giá tốt nè, rồi được những người xung quanh đánh giá tốt nè, mình cảm thấy tự hào ghê lắm. Và chưa kể là nói cái này cho Khánh Phương nói một xíu đi, đừng có nói thành tích. Bây giờ con Khánh Phương nhỏ, chỉ cần cái cân nặng với chiều cao của nó hơn những cái bạn đồng lứa thôi thì là cái mình đã có tâm lý khỏe rồi. Mình chỉ cần một chút xíu cái lời khen rồi con bụ bẩm hay là cái gì đó mà mình cảm thấy nó tốt là mình đã vui mừng lắm rồi. Nhưng mà chính vì cái điều đó đôi khi là chúng ta đang nuôi dưỡng cái niềm sung sướng hạnh phúc của mình mà quên mất đi cái tâm sinh lý của đứa cái trẻ. Đó là điều mà em muốn nói, tại vì ngay cả là đối với đứa trẻ khi mà chúng muốn nhận những lời khen là nhận từ những người mà quen biết với chúng, những người có ý nghĩa trong cuộc sống, ví dụ như là bố mẹ hoặc là những người thân trong gia đình. Còn ví dụ như mà biết những người ở trên mạng xã hội đi chăng nữa, những người không quen biết dù có khen thì em nghĩ rằng là những đứa trẻ ngày nay cũng sẽ cảm thấy rằng là đó là ai, con không quan tâm, dù có khen con thì con cũng cảm thấy đó chỉ là một cái lời nói rất bình thường thôi. Nhưng mà nhờ như vậy em thấy không, nhờ như vậy cho nên mạng xã hội bây giờ nó phát triển rộng và giới trẻ bây giờ nó tạo hình tượng của nó ở trên mạng xã hội rất là nhiều. Nó không quan tâm khi nó đi ra đường ha, nó không quan tâm tới những người xung quanh, nó không chào hỏi bất kỳ một ai, nhưng lên mạng xã hội nó chỉ cần quay một cái đoạn clip thôi nó cười hai các bạn rồi chào rồi tương tác rồi các kiểu, nó trở thành những cái gọi là những cái gương mặt tiêu biểu rồi những gương mặt hot ở trên các trang mạng xã hội, nhưng khi đi ra đường chẳng có ai nhận ra cả. Và đó là cái gì, giá trị của một cuộc sống ảo, nó không hề thực tế, và cái đó là
là vì sao? Là vì phụ huynh của chúng ta làm cái điều đó, cho nên làm bố mẹ rất là khó. Và chúng ta nói ở đây để chúng ta không phải là chúng ta bài trừ cái trào lưu như vậy, nhưng mà để chúng ta thấy rằng là cái trào lưu như vậy nó vẫn không hợp lý đối với các con của chúng ta, đối với sự phát triển của các con của chúng ta. Vậy nên thì nên chăng là chúng ta nên tém bớt lại cái sự tự hào đó, và chúng ta hãy để nó ở trong trái tim mình thôi, ở trong cái tình cảm của cá nhân mình thôi, và mình động viên con theo một cách khác để con làm sao trở thành một cái người khiêm tốn, nhường nhịn những người khác. Dù là con có giỏi đi chăng nữa thì khi mà con lớn lên, con phát triển ra ngoài xã hội rồi thì chắc chắn con sẽ được mọi người tôn trọng một cách đương nhiên.